Top 30 phim hot nhất Shinjuku từ năm 2020 đến năm 2022, Ngự Sao Kỳ đại thắng. Ngoài Ngự Sao Kỳ, top 30 phim hot nhất của Shinjuku còn có Tứ Đằng, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Sơn Hà Lệnh. Là một trong ba nền tảng xem phim trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc hiện nay, Shinjuku sở hữu không ít những bộ phim hot hit vang danh khắp thiên hạ như Sơn Hà Lệnh, Tứ Đằng, Ngự Sao Kỳ. Mới đây, bảng xếp hạng 30 bộ phim có nhiệt độ cao nhất trên Shinjuku từ năm 2020 đến năm 2022 đã chính thức lộ diện với nhiều điều bất ngờ thú vị. Bộ phim mới đây nhất và cũng là tác phẩm được cho bạo nhất, Ngự Sao Kỳ chiếm trệ ngay ngôi đầu bảng với nhiệt độ phá 9.999 phần 1 và 10.000 phần 2. Ngự Sao Kỳ từng nhận về một số ý kiến trái chiều, nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng đây vẫn là dự án đầu tiên chạm mốc nhiệt độ khủng trong suốt nhiều năm qua của Shinjuku. Ngoài ra, trong danh sách còn có sự góp mặt của Sơn Hà Lệnh, bộ đam cải đình đám một thời. Kinh phí đầu tư thấp chẳng mấy được kỳ vọng khi lên sóng, vậy mà phim lại chuyển bại thành thắng giúp Shinjuku thu về bộn tiền. Cung Tuấn kể từ thời điểm đó cũng trở thành ngôi sao được nền tảng phim này rất coi trọng. Tứ Đằng là dự án kinh phí thấp tiếp theo của Shinjuku, những tưởng không hay nhưng hay không tưởng. Cảnh Điềm và Trương Bân Bân sau nhiều năm năn lộn trong nghề cuối cùng cũng tìm được bộ phim chuyển mình thành công. Chỉ tiếc phim lại đầu voi đuôi chuột khiến dân tình cực kỳ không hài lòng. Top 30 phim có nhiệt độ cao nhất trên Shinjuku từ 2020-2022 như sau. Thứ nhất Ngự Sao Kỳ, thứ hai Ngọc Lâu Xuân, thứ ba Thượng Dương Phú, thứ tư Phong Khởi Nghe Thường, thứ năm Xin Chào Hỏa Diễm Nam, thứ sáu Sơn Hà Lệnh, thứ bảy Tuổi Trẻ Tích Cực, thứ tám Tờ Kiểm Soát Lưu Động, thứ chín Quân Cửu Linh, thứ 10 Vinh Quang Bình Phàm, 11 Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp, 12 Nông Thôn Tình Yêu, 13 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, 14 Quan Hệ Công Chúng Khẩn Cấp. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.